6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 đó, một đơn 20 khúc này nha các bác nhá. Mà chỉ có 250k thôi. Nói chung cái đơn này các bác đừng có nghĩ là nhìn thấy nó nhiều khúc cây là sợ ship nó nặng. Nói chung là nó không nặng, nó không nhiều tiền ship đâu, nó nằm tầm khoảng 5-60 ngàn tiền ship rồi các bác nhá. Đó. Rồi, em chuyển đến đơn tiếp theo. Đơn số 16 300k. Một đơn nhạn lựa chọn cho các bác chơi nữa này. Đây, một cây này. Quả xanh xanh vàng luôn này. Vừa xanh vừa vàng này. Đó, 1 2 3 cây khủng á, 3 cây lớn này. 3. Đó, cây này thì lá xếp thì cực kỳ ok rồi. Hàng lá mít này. 1 2 3 4 5 5 cặp rưỡi lá này. Lá xếp rụt rịt, không thể nhìn thấy tay em bên mém bên kia luôn này. Đó. Hàng lá mít. Lá rất là ngắn luôn. Tuyệt đẹp luôn, đơn này 300k cực kỳ rẻ luôn rồi. Rồi. Đơn số 17, 300k là một đơn nhận bóc này. 1 này. Nhận lớn nha bác nhá. 2 này, cây thân dừa luôn này. 3 này. 4 này. 5 6 7 8 9 10 và 11 cây nhá. Rồi em đến đơn số 18 là một cây châu mít nguyên bản 350k. Đây. Một cây ba cặp lá này, cực kỳ lớn luôn này, khủng luôn này. Đó, đang sưng nụ này. Này. Hàng lá mít nhá, đang sưng nụ rồi các bác nhá. Đó. Rồi, đến đơn số 19, vẫn là 300k là một đơn hàng lá mít, nhạn lá mít này, một này. Cái này lá xếp thôi, không phải lá mít đâu các bác nhá. Nhưng mà rất là khủng to luôn này. Một này. Đây. Hai này, cây này bản lá cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác này. Đó, gần bằng hai đốt tay của em luôn, hai đốt ngón tay của em luôn nhá. Đó, chưa xuống lá gốc luôn, đó, vẫn còn giữ được lá gốc này. Cái lá nó to lắm các bạn. Đó, so với những cái lá mít bình thường á, không có đủ tuổi nói chuyện với nó luôn này. Đó, 2 này, 3 này, 4 này. Cái này toàn cây bản lá to này, 5 này, đó. Cái này vừa rụt lại vừa to nữa. Và 6 nhá, cái này rụt rịt này. Hàng lá mít rồi này. Rồi đơn 20 là một đơn quý tím lớn vừa nhá, không phải khủng đâu, cũng gọi là quý tím to thôi. 280k thì các bác được một cây này, hai cây này, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 và 40 cây nha các bác nhá. Đúng 40 cây luôn đó, một đơn cực kỳ to luôn này. Rất là khủng nhá. Đó. Mà chỉ có 280k thôi. Rồi em đến đơn số 21 là 350k. Đơn này thì combo hai loại nhạn và trứng bướm nha các bác nhá. Bướm bóc này, một cây này, hai cây này, 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cây nhá. 21 cây trứng bướm to nhá. Đó. Và thêm một khúc nhạn này. Toàn nhạn to không các bác nhá. 2 này. Nhạn rất là đẹp. 3 này, đó, cây này cây lá lướt luôn này. Lá bóng loáng luôn, như kiểu còn hơn cả bôi mỡ luôn này các bác này. 4 này. Đó, cây lá to này. Và 5 khúc nhá. Đó. Rồi. Đơn số 22 300k là một đơn châu mít. Hàng mới cập bến, chưa kịp cắt rễ. 300k. Đây, một cây này. Lá cực kỳ to đẹp luôn này. Nhìn như kiểu lá hàng đồng xu luôn, mít đồng xu luôn này. Đó. Lá ngắn tún mà rất là to nhá. Đây. Đó. Cái này là chưa xuống lá gốc. Nhưng mà chắc là đang sưng nụ đấy. Bởi vì hàng to rồi mà. Một này. Hai này. Đó, hàng lá mít nó phải chất như thế này. Đó. Rất là đẹp luôn. Ba này. Đó. Đang có nụ luôn này. Rồi. Em đến đơn số 23. 250. Là một đơn đơn nhạn gọi là lá xếp rụt rịt có này, mà lá mít có này, một này. Khúc này có hai cây này. Hai này, đó, xếp rụt rịt luôn. Ba này, xếp rụt rịt này. Bốn này. Cực kỳ đẹp. Năm. Hàng lá mít xếp rụt rịt luôn này. Sáu. Bảy. 8 và 9 khúc nha các bác nhá. Đó, đơn này quá đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Rồi, đơn 24 là giá 300k. Thế đây, một cây này. Một cây rất là khủng luôn. Quả này xanh nha các bác nhá. Đó, 24 là đơn là 300, một cây này. Hai cây này. Tuyệt vời luôn. Ba cây này. 4 cây này. Và cây số 5 nha các bác nhá. Lá xếp thì các bác nhìn thấy luôn này. Đó, các bác tự nhận xét nhá. Đó, 300k một đơn này thì khỏi phải bàn nữa rồi. Rồi, đơn số 25 là 550k. Thế em có mấy cây? 3 cây. Đó. Chỉ có, nói chung là chỉ có 3 cây này thôi. Đó. Hàng mít này là mít đồng xu này. Đó, một này. Cái cây non mà nó mọc trong rừng xanh mà lá nó chỉ được như thế này là các bác biết rồi đấy. Đó, rất là ngắn tròn luôn. Một này. Hai này. Lâu lâu em mới có một đơn thôi các bác nhá. Và ba này. Đó. Lá ngắn tủn tròn xoe luôn. Rồi. Tối nay em có một số mặt hàng như thế thì các bác xem bác nào mà chưa đăng quên chưa đăng ký kênh nhá thì đăng ký kênh để nhấn cái chuông thông báo bên cạnh chữ đăng ký á, để khi em đăng video lên thì các bác có thể nhận thông báo được từ kênh của em nhá, và vào xem sớm chốt những cái đơn yêu thích của mình. Còn những bác nào mà đã đăng ký rồi thì chia sẻ video của em. Và những bác nào mà thích cái đơn nào á, thì gọi trực tiếp hoặc nhắn tin trực tiếp về số điện thoại cho em nhé. Đó, rồi em xin chào tất cả các bác nhé.